Tiếp theo về vụ việc xe Camry gây tai nạn tại Bắc Ninh vào tối ngày 14 tháng 5, khiến cho 3 học sinh thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Sau nhiều ngày trôi qua thì hôm nay, tình trạng của các nạn nhân đang được cấp cứu đã khá hơn và có thể nói chuyện. Người bố khắc khổ, cố ngăn mọi hành động vô thức của con trong cơn hôn mê. Đối với anh, mọi chuyện là quá bất ngờ. Hai ngày nay, cháu Nguyễn Văn Đạt, một trong 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong vụ tai nạn tại Bắc Ninh vào tối ngày 14 tháng 5 vừa qua, vẫn trong tình trạng hôn mê. Từ hôm đấy giờ là cháu là nói chung là cứ thế này thôi. Các bác sĩ bảo là chấn thương sọ não, có một chút máu bầm trong não. Các bác sĩ bảo là không nguy hiểm lắm. May mắn hơn cháu Đạt, cháu Nguyễn Văn Minh hôm nay đã có thể ăn uống và nói chuyện được. Với cháu, sự việc xảy ra chỉ như là một giấc mơ. Em bị đâm và em cố dậy, nhưng mà không thể nào dậy được. Em tưởng em mày ngủ nên em lại nằm tiếp. Em bảo thôi sáng mai dậy, nó sẽ tỉnh. Nhưng mà xong rồi một lúc thôi, xong rồi có người đưa em lên viện. Qua quá trình theo dõi thì kiểm tra lại phim chụp sọ não thì có cái tổn thương dập não nhỏ và không tiến triển thêm, thì chúng tôi tiếp tục điều trị theo hướng nội khoa theo dõi, không có chỉ định mổ. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Minh thì kiểm tra thêm thì có cái vấn đề chấn thương ngực và chấn thương khung chậu. Thì tất cả các tổn thương này hiện tại là đang ở giai đoạn đầu và chúng tôi còn theo dõi tiếp, nhưng hiện tại chưa đặt ra cái chỉ định về can thiệp ngoại khoa. Hiện tại hai cháu Minh và Đạt đã có dấu hiệu tích cực, nhưng như thế chưa hẳn là sẽ không còn gì xảy ra những rủi ro với các em.